Taliban lần đầu họp báo, cam kết nhiều đổi mới cho Afghanistan. Taliban tuyên bố không trả thù các đối thủ, đồng thời bảo vệ quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid ngày 17 tháng 8 cho biết lực lượng này không muốn có bất cứ kẻ thù nào dù là bên trong hay bên ngoài đất nước. Ông Mujahid cho biết Taliban sẽ không trừng phạt hay trả đũa các binh sĩ và các thành viên của chính phủ Afghanistan vốn được phương Tây hậu thuẫn. Người phát ngôn của Taliban cũng cho biết lực lượng này sẽ ân xá cho các quân nhân từng làm việc cho chính phủ Afghanistan cũng như các nhà thầu và thông dịch viên làm việc cho các lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Tất cả đều được tha thứ. Không ai có thể làm hại các bạn. Không ai tìm đến gõ cửa nhà của bạn. Ông Mujahid nói và khẳng định rằng có sự khác biệt rất lớn giữa lực lượng Taliban bây giờ và 20 năm trước. Người phát ngôn Taliban kêu gọi những gia đình đang kéo tới sân bay Kabul để tìm cách bỏ trốn khỏi Afghanistan nên quay về nhà. Ông Mujahid khẳng định sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. Chúng tôi đảm bảo với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và các nước láng giềng, rằng Afghanistan sẽ không bị lợi dụng để chống lại họ. Ông Mujahid cho biết thêm, người phát ngôn Taliban cho biết tiến trình thảo luận thành lập chính phủ mới vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, ông Mujahid không trả lời câu hỏi ai sẽ lên nắm quyền lãnh đạo Afghanistan sau khi Tổng thống bỏ trốn. Trước đó, Taliban ngày 16 tháng 8 thông báo sẽ sớm công bố chế độ chính trị và hình thức nhà nước sau khi lực lượng này chiếm dinh Tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul. Ông Mujahid cho biết các chiến binh của Taliban sẽ thu thập vũ khí trên khắp Afghanistan, đất nước ngập tràn súng đạn, đồng thời truy quét hoạt động sản xuất thuốc viện. Người phát ngôn Mujahid nói rằng, Taliban không muốn giao tranh xảy ra ở Afghanistan và ưu tiên chính của Taliban là duy trì luật pháp và trật tự ở thủ đô Kabul, đồng thời đảm bảo cho người dân ở Kabul được sống trong hòa bình. Taliban cũng nói rằng ưu tiên hàng đầu của lực lượng này là an ninh và hòa bình. Ông Mujahid gọi Afghanistan là tiểu vương quốc Hồi giáo và nói rằng Taliban không có ác cảm với bất kỳ ai. Đại diện của Taliban nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc, mối quan tâm chính của lực lượng này là phát triển kinh tế. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Taliban cũng cam kết rằng phụ nữ Afghanistan sẽ không chịu sự phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Ông Mujahid nói rằng phụ nữ tại Afghanistan sẽ được hưởng quyền lợi và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đó, phụ nữ có thể đi làm, đi học, làm việc trong các trường học và bệnh viện. Phụ nữ sẽ được phép làm việc, học tập và hoạt động tích cực trong xã hội, nhưng phải trong khuôn khổ của đạo Hồi. Ông Mujahid nói thêm, trong thời kỳ Taliban nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1996 đến 2001, Taliban đã ngăn phụ nữ làm việc và thực hiện các hình phạt như ném đá nơi công cộng. Các bé gái không được đến trường và phụ nữ phải mặc những bộ đồ kín mít khi ra ngoài. Trước cuộc họp báo, Taliban cũng phát đi thông cáo cho biết lực lượng này sẽ ân xá cho toàn bộ quan chức chính phủ Afghanistan và kêu gọi họ trở lại làm việc. Quan chức Taliban cũng kêu gọi phụ nữ tham gia vào chính phủ. Sau khi kiểm soát Kabul, Taliban dường như đã thể hiện một hình ảnh rất khác so với trước đây. Giới quan sát cho rằng đây là chiến lược của nhóm nhằm thay đổi hình ảnh thành một lực lượng có trách nhiệm phù hợp để điều hành một quốc gia.